Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh, phẩm thứ 11, Tịnh Hạnh Phẩm, tập 1496. Chủ giảng: Lão Pháp Sư Thích Tịnh Không. Chuyển ngữ: Bửu Quan Tự đệ tử Như Hòa. Giảo duyệt: Đức Phong, Huệ Trang và Minh Tiến. Thời gian: ngày 8 tháng 1 năm 2006. Địa điểm: Hương Cảng Phật Đà Giáo Dục Hiệp Hội. Chư vị Pháp Sư, chư vị đồng học, xin mời ngồi xuống. Xin xem phẩm Tịnh Hạnh thứ 11, đoạn thứ tư, thuộc phần biệt hiển trong lời chú giải của Thanh Lương Đại Sư. Khoa đề của đoạn trước là nguyện vi sở cảnh thành ích. Ở đây là đoạn thứ tư trong phần biệt hiển. Chúng tôi đọc lời khai thị của Thanh Lương Đại Sư một lượt để quý vị đối chiếu đúng chỗ. Tứ nguyện ư tha, cụ chư phương tiện, đắc tối thắng pháp, tắc tự thành tựu cụ đạo nhân duyên. Đoạn này cũng chính là như thế tục thường nói: tạo sự thuận tiện cho người khác, chính mình sẽ được thuận tiện. Vì thế đoạn này rất quan trọng, chớ nên coi thường sơ sót. Ở đây Đức Phật bảo chúng ta nguyện ư tha. Chúng ta phải hiểu rõ chữ tha. Như trong phần trước đã nói, cảnh giới là hết thảy chúng sanh trong khắp pháp giới hư không giới. Chúng ta đều hy vọng họ có thể trọn đủ hết thảy các phương tiện. Mục tiêu của hết thảy các phương tiện là ở chỗ nào? Đắc pháp tối thắng. Điều này rất trọng yếu. Phương là phương pháp, tiện là tiện nghi. Nếu giải thích hai chữ phương tiện theo cách dễ hiểu nhất, nông cạn nhất, sẽ là phương pháp thỏa đáng nhất, thích hợp nhất, thù thắng nhất. Đó là phương tiện. Do vậy có thể biết mục tiêu của phương tiện là gì. Phương pháp thù thắng nhất, phương pháp tốt nhất, phương pháp thích đáng, tốt lành nhất. Người hiện thời nói đến chuyện gì? Kiếm tiền. Sai mất rồi. Kiếm tiền thì sao? Tăng trưởng tham sân si. Các đồng học chúng ta học Phật trong thời gian đã lâu, khế nhập Phật pháp, đều biết quả báo của tăng trưởng tham sân si là ba ác đạo. Đấy chẳng phải là pháp thù thắng nhất, mà là pháp tệ hại nhất, hoàn toàn tương phản với pháp thù thắng này, sẽ vào trong ác đạo. Pháp thù thắng nhất chính là phương pháp thành Phật.
vượt thoát lục đạo, vượt thoát mười pháp giới. Đấy mới gọi là pháp thù thắng nhất. Phương tiện này chẳng phải là phương tiện bình phàm, mà xác thực là trọn đủ các phương tiện. Điều thứ nhất trong các phương tiện là phải gặp gỡ thiện tri thức. Chúng ta thường nói thật sự là một vị thầy tốt hay bạn học tốt đều là phương tiện. Đạo tràng học tập đúng pháp đều là phương tiện. Ngạn ngữ thường nói những chuyện này có thể ngộ chứ chẳng thể cầu. Đến đi đâu để cầu? Hy vọng duy nhất khi dạy học của thầy là mong có người truyền thừa, truyền pháp. Nếu chẳng có kẻ truyền thừa, pháp ấy bị đứt đoạn. Người Hoa nói vô hậu phi đại. Hậu là người truyền thừa, gia đình thì có người nối tiếp nếp nhà, pháp thì có người truyền thừa pháp môn. Chẳng có người truyền thừa sẽ bị đoạn tuyệt. Thầy mong tìm kẻ truyền thừa, đến đâu để tìm? Có thể gặp, chẳng thể cầu. Học trò muốn tìm một vị thầy tốt cũng là có thể gặp, chẳng thể cầu. Thuở trước, thầy Lý từng nói với tôi, thầy bảo thầy tìm được trò tốt còn khó hơn trò tìm được thầy tốt. Lời ấy là thật, chẳng giả tí nào. Vì thế, thầy trò là duyên phận, chẳng phải là một đời này, mà là do duyên phận đã tích tập trong đời trước. Đời này gặp gỡ, tự nhiên sanh tâm hoan hỷ. Vì thế, Phật Pháp bảo hết thảy là do duyên sanh. Chuyện này rất có lý. Quý vị thấy đối với nhân, duyên, quả, Đức Phật chẳng nói nhân sanh, vì nhân phải gặp duyên thì mới kết quả. Đức Phật chẳng nói nhân mà nói duyên. Duyên là phương tiện. Vì thế chẳng thể trọn đủ hết thảy phương tiện, sẽ khá khó khăn. Pháp thế gian và xuất thế gian đều chẳng có ngoại lệ. Gặp duyên có thể thành tựu hay không tùy thuộc quý vị có nhận biết hay không. Người hiện thời gọi duyên là gì? Cơ hội. Trong Phật Pháp bảo là duyên. Quý vị có nhận biết cơ hội hay không? Quý vị có thể nắm vững cơ hội hay không? Đấy chính là điều then chốt để quý vị thành hay bại trong một đời. Ngạn ngữ thường nói kẻ có tâm, thật sự có tâm tăng tấn, sẽ có thể nhận biết, có thể nắm bắt cơ hội. Đương nhiên là sẽ có thành tựu. Chẳng có cái tâm tăng tấn,
cứ bị cuốn theo sóng gió, khó lắm. Cơ duyên hiện tiền mà chẳng nhận biết, ở ngay trước mặt mà bỏ lỡ. Quý vị ngẫm xem, một vị thiện tri thức cả đời dạy được bao nhiêu người? Chúng ta lấy cổ nhân làm gương, đọc Đàn Kinh sẽ thấy Lục Tổ tự nói sự từng trải của chính Ngài, tức là chương thứ nhất trong Đàn Kinh. Ngài đến Hoàng Mai thân cận Hòa Thượng Ngũ Tổ Hoàng Nhẫn. Thuở ấy, môn đình của Tổ sư Hưng Vượng từ trên xuống dưới có hơn 1.000 người. Môn đình của Tổ sư mà, người cầu pháp từ bốn phương tám hướng tụ tập ở đạo tràng ấy. Thầy thù thắng, đồng học cũng thù thắng, đạo tràng cũng thù thắng. Thế mà chẳng thể thành tựu. Quý vị chẳng thể trách móc duyên được. Những duyên ấy là phương tiện. Thưa cùng quý vị, thảy đều thuộc loại tăng thượng duyên, đều trọn đủ. Quý vị chẳng thể thành tựu. Lỗi lầm ở chỗ nào? Đức Phật nói bốn duyên sanh pháp. Quý vị hãy ngẫm xem, đối với bốn duyên ấy, quý vị đã thiếu loại nào? Thân nhân duyên thì mọi người bình đẳng, quyết định là chẳng thiếu. Tăng thượng duyên thù thắng dường ấy chẳng thiếu. Vậy thì vấn đề nhất định ở nơi sở duyên duyên và vô gián duyên. Đúng vậy, chẳng sai tí nào. Sở duyên duyên là dùi mài chẳng bỏ. Cổ đức thường nói thâm nhập một môn. Thâm nhập một môn là sở duyên duyên. Trường thời huân tu là vô gián duyên. Vấn đề xuất hiện ở chỗ này. Vì thế vẫn chẳng thể thành tựu. Quý vị thấy đúng là ngũ tổ cũng khó có. Trong đời Ngài đã gặp Huệ Năng. Huệ Năng ở Hoàng Mai. Nói cách khác, sở duyên duyên và vô gián duyên của Ngài trọn đủ. Quý vị ngẫm xem, bốn duyên đã trọn đủ, cụ chư phương tiện đắc tối thắng pháp. Vì thế ngũ tổ truyền cho lục tổ, thần tú theo ngũ tổ đã nhiều năm như thế, lại còn là đệ tử thượng thủ trong tự viện vào tuổi đó. Giống như Ca Diếp và A Nan. Thông thường có thể thay Đức Phật thuyết pháp.
Thần Tú cũng thường thay Ngũ Tổ giảng giải. Vấn đề ở ngay chỗ này. Chúng ta suy ngẫm vấn đề này. Nhất định phải hiểu rõ ràng, hiểu minh bạch. Vì nếu chúng ta gặp gỡ một vị thầy giỏi, có thể cũng xuất hiện khuyết điểm. Khuyết điểm chính là như Ấn Quang Đại Sư đã dạy, tâm thành kính chẳng đủ. Lão cư sĩ Hạ Liên Cư cũng nói rất nhiều. Và cũng nói rất thấu triệt, rất minh bạch. Đúng là một phần thành kính được một phần lợi ích. Mười phần thành kính được mười phần lợi ích. Tuy Thần Tú ở trong hội của Ngũ Tổ đã nhiều năm như vậy, chẳng có tâm thành kính, Ngài đối với Ngũ Tổ rất cung kính, cớ sao nói là chẳng có tâm thành kính? Rất cung kính là chúng ta nhìn thấy chẳng phải là Phật, Bồ Tát. Phật, Bồ Tát thấy Thần Tú chẳng có thành ý. Thành ý là gì? Một niệm chẳng sanh thì gọi là thành. Quý vị hiểu câu ấy sẽ hiểu rõ. Quý vị thấy Ngũ Tổ bảo mọi người làm kệ. Thần Tú vẫn phải suy nghĩ mất 4 ngày. Suy nghĩ là gì? Suy tưởng lung tung, chẳng có lòng thành. Lại xem Huệ Năng. Huệ Năng có lòng thành. Vì sao? Chẳng phải suy nghĩ. Tâm Thần Tú xáo động, phập phều. Tâm Huệ Năng là định. Định chính là thành. Xáo động phập phều là chẳng thành. Sai biệt ở chỗ này. Quý vị chẳng có lòng thành, sở duyên duyên và vô gián duyên của quý vị chẳng đắc lực. Vì thế tôi nói là thân nhân duyên và tăng thượng duyên là đầy đủ các phương tiện. Ngài đều có những điều ấy, cho nên Ngài chẳng có vấn đề gì. Vấn đề của Ngài Thần Tú là ở chỗ sở duyên duyên và vô gián duyên chẳng đắc lực. Chẳng đắc lực là vì lòng thành kính chẳng trọn đủ. Đây lại là chuyện như thế nào? Vì sao sở duyên và vô gián chẳng đắc lực? Tu hành đã nhiều năm ngần ấy, vì sao lòng chân thành vẫn chẳng thể hiện tiền? Chúng tôi nói toạc ra, nói minh bạch. Nguyên nhân là vì chẳng buông xuống. Trong các buổi giảng, chúng tôi thường nói điều này, khuyên nhủ, cổ vũ các đồng học. Lòng ích kỷ chưa buông xuống, tiếng tâm lợi dưỡng chẳng buông xuống,
ngũ dục lục trần chẳng buông xuống, tham sân si mạng chẳng buông xuống. Điều này rất rõ rệt. Nếu như không buông tham sân si mạng xuống, Huệ Năng đại sư đắc pháp, chẳng ai có thể cướp lấy đoạt y bát đem về được. Các vị hãy ngẫm xem, kinh thường nói đến phân biệt chấp trước, chưa buông phân biệt chấp trước xuống được. Cũng có thể nói là điều ở trong câu đầy đủ các phương tiện. Vì thế Ngài Thần Tú chẳng có cách nào đắc pháp tối thắng. Này chúng ta học Phật, câu này quan trọng lắm, phải hiểu rõ ràng, minh bạch. Nếu chẳng buông xuống vọng tưởng phân biệt chấp trước, chúng ta nói pháp tối thắng là vãng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới. Vì đoạn phiền não, chứng Bồ Đề chẳng phải là chuyện dễ dàng. Đời này chắc chắn là chúng ta chẳng thể làm được. Chỉ có cầu đới nghiệp vãng sanh, đấy là hy vọng duy nhất của chúng ta. Nhưng quý vị phải hiểu, nếu quý vị chẳng thể buông xuống phân biệt chấp trước, vẫn là có chướng ngại. Tôi nói 16 chữ, nói rất nông cạn, rất rõ ràng. Chớ coi trọng quá đỗi 16 chữ ấy. Chẳng thể hoàn toàn buông xuống, hãy nhạt bớt, cho nên quá chấp nhặt. Đừng nên coi trọng lợi ích trước mắt. Phải biết những gì trước mắt đều là giả, thứ gì cũng đều là trống không. Nhà Phật nói vạn pháp đều là không, kẻ bình phàm chẳng thể lãnh hội. Nhưng nếu quý vị lắng lòng đôi chút, sẽ dần dần thấu hiểu. Năm 1977, tôi đến Hương Cảng giảng kinh lần đầu. Thời gian lần đó cũng dài nhất, giảng liên tục suốt 4 tháng. Người xuất gia ở Hương Cảng thuở ấy tôi đều quen biết. Ở đó suốt 4 tháng thường là đến thăm hỏi vị này, thăm viếng vị kia. Những vị pháp sư ấy tôi đều đến thăm. Lúc mới đến, chào hỏi những vị có vai vế tại địa phương. Các vị cư sĩ nhiệt tâm đi cùng với tôi. Năm nay là 2006, vừa khéo 30 năm. Tôi nói với các đồng học, người Hoa nói 30 năm là một đời. Quý vị thấy chữ thế là ba chữ thập ghép lại. Hơn nữa số đó đã mất rồi, đã đi cả rồi. Quý vị nghĩ đến hiện tượng này, Đức Phật nói là vô thường, chẳng thật, giả trất, phải giác ngộ. Chẳng đem theo được, chớ nên so đo, chớ nên riết trống. Đối với những gì mang theo được, phải nghiêm túc, phải khéo nắm vững. Những gì mang theo được, quý vị mang theo thanh tịnh, bình đẳng, giác được. Mang theo thiện tâm, thiện hạnh được. Mang theo công đức đã tích lũy được.
Cho nên so đo. Hãy khéo đọc sách thánh hiền, mang theo thứ ấy. Nương theo giáo huấn của thánh hiền, để đoạn ác tu thiện. Thứ này mang theo được. Niệm Phật cầu sanh tịnh độ mang theo được. Phải coi chuyện này là đại sự bậc nhất trong đời này. Đối với công đức thù thắng, quý vị thấy kinh này đã nói lợi ích người khác mới là công đức thù thắng. 141 nguyện, nguyện nào cũng đều là nguyện cho chúng sanh. Đương nguyện chúng sanh chẳng phải là một lời nói suông, phải có hành động. Tức là phải thật sự dùng hành động để giúp đỡ hết thảy chúng sanh. Tận tâm tận lực, sức hữu hạn, tâm vô hạn. Quý vị thấy cái tâm, đối tượng của khởi tâm động niệm, kinh Phật gọi đối tượng ấy là cảnh giới. Cảnh giới ấy chính là hết thảy chúng sanh trong khắp pháp giới hư không giới. Tâm lượng to cỡ đó, cảnh giới ấy chẳng thể nghĩ bàn. Xét theo sự thì về sự, mỗi cá nhân có phước báo khác nhau, năng lực chẳng giống nhau. Ta có năng lực nhỏ nhoi, hãy tận hết sức lực nhỏ bé ấy. Năng lực to, bèn tận hết phần sức mạnh to lớn ấy, giúp cho hết thảy chúng sanh đạt được pháp tối thắng. Pháp tối thắng là học Phật. Quý vị giúp họ như thế nào? Để giúp đỡ người khác, trước hết chính mình phải thành tựu. Chính mình chẳng thành tựu, làm sao quý vị có thể giúp người khác cho được? Vì thế, nửa câu sau trong lời sớ bèn nói: tắc tự thành tựu, cụ đạo nhân duyên. Bản thân quý vị chẳng thành tựu, sẽ chẳng thể giúp đỡ người khác. Người khác chẳng tin tưởng. Đấy là chính mình nhất định phải nghiêm túc, nỗ lực, y giáo phụng hành, phô bày thành quả và thành tích tu hành của ta cho họ thấy. Họ trông thấy sẽ sanh khởi tín tâm, sanh lòng mến mộ, cũng phát tâm muốn học theo. Vì thế, tự hành mới là hóa tha thật sự. Tự hành và hóa tha là một chuyện, chẳng phải là hai chuyện. Cái hay trong sự tu hành Phật Pháp, là quả báo đều biểu hiện nơi thân. Chẳng ở nơi nào khác. Chúng ta phải hiểu rõ điều này. Quý vị thấy thuở Thích Ca Mâu Ni Phật tại thế, Ngài dùng gì để biểu lộ cho người khác thấy? Ngài chẳng dựng đạo tràng, chẳng có tự viện am đường. Buổi trưa ăn một bữa, qua đêm dưới cội cây. Phô bày điều gì cho người khác thấy? 32 tướng, 80 thứ hảo.
Ngài phô bày những điều ấy. Tuy sống gian khổ như vậy, đấy là cái nhìn của người thế gian, chứ Đức Phật hết sức vui sướng. Đức Phật đứng chung một chỗ với mọi người, các quốc vương, đại thần. Trưởng giả, cư sĩ, chẳng ai có sắc tướng sánh bằng Thích Ca Mâu Ni Phật. Vì sao? Chúng ta chớ nên không biết điều này. Chúng ta đã biết, hãy nên khéo học tập. Đức Phật thường nói, hết thảy các pháp sanh từ tâm tưởng. Chúng ta hàng ngày tưởng Phật, bất tri bất giác tướng mạo của chúng ta sẽ giống như một vị Phật, sanh từ tâm tưởng mà. Tướng mạo giống tướng Phật, thân thể cũng giống như thân Phật. Tướng Phật từ bi, tốt lành, thiện lương. Hết thảy các thiện pháp thảy đều trọn đủ, được thể hiện nơi tướng mạo, thân thể khỏe mạnh, sống lâu. Người thế gian tán thán kim cang bất hoại thân. Vì thế, bảo dưỡng thân thể chẳng cần rất nhiều đồ bổ, chẳng phải vậy. Những kẻ ăn những thứ đồ bổ, quá coi trọng thức ăn, thường đổ bệnh. Chư Phật, Bồ Tát sống rất đơn giản, chẳng có mảy may nào chú trọng. Tùy duyên chứ không phan duyên. Vì các ngài không khởi tâm, chẳng động niệm, chẳng phân biệt chấp trước cho gì ăn nấy. Chẳng có mảy may phân biệt. Sự dinh dưỡng ấy chẳng khác gì sự kết tinh đẹp đẽ trong thí nghiệm về nước của tiến sĩ Giang Mỗn Thắng. Đạo lý hoàn toàn giống nhau. Người thế gian nghĩ thứ này giàu dinh dưỡng, thứ kia chẳng có dinh dưỡng. Thứ này hương vị ngon lành, thứ kia hương vị dở ẹt. Hoàn toàn rơi vào vọng tưởng phân biệt chấp trước. Vọng tưởng phân biệt chấp trước hại thân thể. Chẳng phải là dưỡng thân thể. Dưỡng thân thể là tâm thanh tịnh, có vọng tưởng phân biệt chấp trước, tâm sẽ không thanh tịnh. Vì thế câu cụ đạo nhân duyên bao hàm ý nghĩa sâu rộng vô tận. Chúng ta phải nên lãnh hội. Đạo ở đây là Phật đạo, vô thượng Bồ Đề. Nhân duyên rất nhiều, hết sức phức tạp, vô lượng, vô biên. Hãy nắm lấy cương lãnh. Cương lãnh là gì vậy? Chính là câu đối do chúng tôi đã viết từ 20 mấy năm trước, gồm 20 chữ: chân thành, thanh tịnh, bình đẳng, chánh giác, từ bi. Khẳng phá, phóng hạ, tự tại, tùy duyên, niệm Phật. Điều gì cũng đều tùy duyên.
Tùy duyên là chẳng giấy vọng tưởng, phân biệt chấp trước. Thứ gì cũng đều tốt, chẳng có thứ gì không tốt. Kinh điển đã dạy hai câu: ngày nào cũng là ngày tốt, giờ nào cũng là giờ tốt. Đức Phật nói tùy duyên. Trong các buổi giảng, tôi cứ liên tục nói hai câu: ai nấy đều là người tốt, mọi chuyện đều là chuyện tốt. Chỉ cần quý vị không khởi vọng tưởng, phân biệt chấp trước, sẽ lập tức là như vậy đó. Triển hiện hình tượng như vậy, hình tượng ấy tốt đẹp, hình tượng ấy khiến cho người khác bị thuyết phục. Khiến cho người khác sanh tâm hoan hỷ. Có thể nhiếp thọ hết thảy chúng sanh. Các chứng bệnh của chúng ta đúng là bệnh, toàn là do tập khí, vọng tưởng, phân biệt, chấp trước chẳng buông xuống được. Người ta cũng biết nói như vậy, nhưng vẫn chấp trước, vẫn phân biệt. Phật và Tổ đã giảng rõ ràng như thế. Cầu Phật Bồ Tát gia trì giúp ta buông xuống. Phật Bồ Tát đã sớm gia trì, hàng ngày gia trì quý vị, nhưng quý vị chẳng buông xuống được. Bởi lẽ chẳng mở rộng tâm lượng của chính mình, niệm niệm chẳng quên chính mình. Chỗ nhiệm màu của Kinh Hoa Nghiêm thường gọi là thắng diệu công đức. Diệu là quên mất chính mình, chỉ có chúng sanh, chẳng có chính mình. Nguyện cho chúng sanh, chẳng có chính mình. Diệu là diệu ở chỗ này. 141 nguyện đều là nguyện cho chúng sanh. Chúng ta phát nguyện những nỗi phiền phức của chính mình rất dễ dàng. Phiền phức là do chẳng chịu phức bỏ chính mình. Nên quên mất chính mình, chính mình sẽ thành tựu, thành tựu trọn đủ nhân duyên tu đạo. Lại xem câu kế tiếp, tức câu thứ 5. Nguyện ư tha ngữ nghiệp mãn túc, xảo năng diễn thuyết, tắc tự thành tựu nhập thiện xảo đức. Trong phần trước tôi đã trình bày về 10 thứ thiện xảo. Chúng ta đã học tập rồi. Nguyện ư tha ngữ nghiệp mãn túc. Mãn là viên mãn, túc là trọn đủ. Viên mãn trọn đủ là gì? Nói thật ra cũng là thân ngữ ý nghiệp. Như trong lời hỏi nơi phần trước, trong thân ngữ ý nghiệp, đặc biệt nhấn mạnh ngữ nghiệp. Chúng ta phải chú tâm lãnh hội dụng ý này. Trong Kinh Vô Lượng Thọ, Đức Phật cũng xếp ngữ nghiệp đầu tiên.
chẳng giống các kinh luận thông thường. Kinh luận thông thường đều nói là thân ngữ ý. Trong phần trước, Trí Thủ Bồ Tát đã nêu câu hỏi: Vân hà đắc vô quá thất thân ngữ ý. Cả 10 câu đều là thân ngữ ý. Đó là tổng thuyết. Ở đây là biệt hiển, đặc biệt nêu ra ngữ nghiệp. Nói năng dễ tạo nghiệp nhất. Do đó, Khổng Phu Tử giáo học có 4 khoa mục. Thứ nhất là đức hạnh, thứ hai là ngôn ngữ, cũng là ngữ nghiệp. Thường nói là bệnh tùng khẩu nhập. Quý vị ăn uống này nọ chẳng cẩn thận sẽ ngã bệnh. Họa tùng khẩu xuất, do nói năng mà vô tình hay hữu ý gieo rắc họa căn. Mai sau phải chịu quả báo. Vì thế, đối với chuyện nói năng, quý vị thấy những bậc thánh nhân Trung Hoa, Ấn Độ, không chỉ riêng ở Trung Hoa và Ấn Độ, có thể nói là cổ thánh tiên hiền của mỗi quốc gia. Mỗi sắc dân trên toàn thế giới chẳng có vị nào không coi trọng ngôn ngữ. Kinh Vô Lượng Thọ xếp chuyện này hàng đầu. Thiện hộ khẩu nghiệp, bất cơ tha quá. Nói rất rõ ràng, nói rất minh bạch. Quyết định chớ nên nói lỗi của người khác. Nói lỗi của người khác sẽ là hữu ý hay vô ý kết oán cừu với người ta. Chớ nên không cẩn thận. Sau khi đã kết oán cừu, sẽ kéo dài đến đời sau. Đời đời kiếp kiếp oan oan tương báo chẳng hết, chẳng xong. Quý vị nói có đáng sợ lắm không? Chúng ta xem bài Âm Chất Văn của Văn Xương Đế Quân. Trong phần đầu, Đế Quân đã tự thuật. Ngài nói Ngài làm sĩ phu 17 đời. Quý vị xem đoạn tự thuật của Ngài. Kết oán cừu với kẻ khác, oan oan tương báo, báo đền rất thê thảm, mỗi đời một nghiêm trọng hơn. Về sau, thật sự là do quy y Tam Bảo mới hóa giải được. Nguyện ư tha ngữ nghiệp mãn túc xảo năng diễn thuyết. Xảo là thiện xảo. Câu tiếp theo đã nói rõ ràng. Đây là câu tiếp theo.
Câu ấy đã hiển thị minh bạch cho chúng ta. Do tu hành cái nhân trong phẩm tịnh hạnh, tâm địa thanh tịnh, bình đẳng, từ bi, có thể bao dung, chẳng ganh tị, chẳng có chướng ngại, mong thành tựu người khác. Chính vì tâm thái thiện tâm thiện hạnh như vậy mà chính mình thành tựu mười đức thiện xảo. Nói cách khác, nếu chính mình chẳng có mười đức thiện xảo sẽ chẳng tránh khỏi thấy người khác vượt trội chính mình. Bèn có những phiền não như ganh tị, sân khỏe. Tập khí dấy lên hiện hành rất dễ dàng. Hễ dấy lên hiện hành thì là tạo nghiệp. Hễ tạo nghiệp sẽ bị phiền phức khá lớn. Vì quý vị chướng ngại thiện pháp của người khác, đặc biệt là sự nghiệp hoằng pháp lợi sanh. Nếu quý vị chướng ngại sự nghiệp ấy, kinh Phát Khởi Bồ Tát Thù Thắng Chí Nhạo đã nói về quả báo ấy rất rõ ràng. Những điều Đức Phật đã nói trong kinh đều là sự thật, chẳng giả. Có hai vị pháp sư giảng kinh thuyết pháp giảng khá lắm, thính chúng rất đông, người quy y cúng dường cũng lắm. Người xuất gia khác thấy vậy trong tâm khó chịu, dấy lòng ganh tị, bịa chuyện nói hai vị pháp sư ấy chỉ biết nói chứ không thể làm. Bản thân họ chẳng có đức hạnh, phá giới phạm giới. Những lời bịa đặt bôi nhọ ấy khiến cho những người nghe kinh hiểu lầm pháp sư, không nghe kinh nữa, xa lìa họ. Những gã pháp sư bịa chuyện sanh sự đó đọa trong địa ngục, thọ tội trong địa ngục. Đầu tiên là địa ngục bạc thiệt, tính theo thời gian trong nhân gian là 1.800 vạn năm. Đấy là thời gian tính theo nhân gian. Thời gian trong nhân gian và địa ngục có chênh lệch. Ở trong địa ngục cảm thấy chẳng biết là bao nhiêu kiếp. Chúng ta cũng có thể thấu hiểu điều này. Trong khi một người đang chịu khổ nạn, đúng là sống một ngày như sống cả năm. Cuộc đời chẳng dễ sống. Sống một ngày bằng một năm. 1.800 vạn năm trong nhân gian chẳng biết là bao nhiêu năm trong địa ngục, đều luận định theo kiếp. Tạo tội nghiệp nặng nề ngần ấy, sao lại khổ sở làm vậy? Vì sao là tạo tội nghiệp? Nói thật thà, do phạm lỗi không nghe kinh, đọc tụng và nghe kinh quan trọng chừng ấy. Nếu quý vị không đọc kinh, không nghe kinh, tức là chẳng có ai thường xuyên nhắc nhở quý vị,
phiền não, tập khí ai nấy đều có. Quý vị ngẫm xem, tập khí ganh tị, tập khí sân hận, tập khí chẳng thể nào bao dung nhẫn nại, có thứ nào không có. Bản thân chúng tôi ngẫm lại chính mình, khi chưa học Phật thì có, rất nghiêm trọng. Sau khi đã học Phật, chính tôi có kinh nghiệm. Học Phật 10 năm đầu còn có những tập khí ganh tị chướng ngại. Học 20 năm, tập khí ấy phải bớt. Có hay không? Vẫn còn có, nhưng rất nhẹ. Thấy người khác đạt được tiếng tâm lợi dưỡng, hễ nghe thấy, trong lòng tôi sẽ rất khó chịu. Nhưng mấy phút thì chẳng còn nữa. Thật sự đến lúc những tập khí ấy chẳng còn nữa, chẳng dấy lên nữa, bèn sanh tâm hoan hỷ. Đối với bản thân tôi là 30 năm sau mới đạt được như vậy. Sau 30 năm chẳng có lòng ganh tị, thấy người khác có chuyện tốt đẹp, bèn sanh lòng hoan hỷ. Sanh lòng hoan hỷ là công đức, sanh lòng ganh tị là giảm phước. Hàng ngày nghe kinh, hàng ngày đọc tụng. Nói cách khác, Phật Bồ Tát hàng ngày nhắc nhở chúng ta, chẳng nhắc nhở mỗi ngày, chúng ta sẽ chẳng thể đoạn tập khí được. Chúng ta đọc Hoa Nghiêm mới hiểu rõ. Pháp Thân Bồ Tát sau khi đã đoạn vô minh, tập tánh vô minh chẳng đoạn. Đoạn tập khí vô minh như thế nào? Phải giáo hóa chúng sanh. Vì thế giáo học tương trưởng, hàng ngày khuyên lơn người khác, khuyên người khác đồng thời cũng khuyên chính mình. Vì thế vẫn phải mất ba đại A Tăng kỳ kiếp, khắp pháp giới hư không giới, nơi nào có duyên bèn đến thị hiện nơi đó. Như thế thì tập khí vô thủy vô minh mới thật sự đoạn sạch sành sanh. Thành tựu Phật quả viên mãn rốt ráo. Vì thế chúng tôi nói dụng công. Dụng công là ở chỗ nào? Dụng công là ở chỗ này, vận dụng ngay trong cuộc sống thường ngày, làm việc xử sự, đãi người tiếp vật, thấy người khác có chuyện tốt đẹp, bèn chắp tay tán thán hoan hỷ. Khi chính mình có sức, bèn tận tâm tận lực giúp đỡ, thành tựu người ấy, chẳng có mảy may ganh tị, chẳng có mảy may chướng ngại. Chính mình chẳng có năng lực, chẳng giúp được, bèn hoan hỷ tán thán. Nói về phía chính mình, đấy chính là tích lũy công đức. Nếu tâm lượng nhỏ nhoi, chẳng thể bao dung nhẫn nại. Nói thật ra, phước báo do chính mình đã tu tập trong đời quá khứ là hữu hạn. Do tâm lượng nhỏ nhoi, phước sẽ bị chiết giảm. Một chuyện chẳng thể bao dung nhẫn nại, phước sẽ bị chiết giảm không ít. Nếu gặp gỡ người khác lại chẳng thể bao dung nhẫn nại, nói cách khác, mỗi năm quý vị bị chiết giảm bao nhiêu phước. Tâm lượng nhỏ nhoi, chưa đầy mấy năm, thiện căn và phước đức do quý vị đã tu tập trong đời trước đã bị chiết khấu hết sạch. Đã bị chiết khấu hết sạch, tình cảnh tuổi già sẽ rất khổ.
hưởng hết phước báo, phước báo đã bị chiết giảm hết. Cho nên không biết điều này. Chuyện này có mối quan hệ thiết thân với chúng ta trong hiện tiền. Vì thế tâm lượng nhất định phải to lớn, nhất định phải có thể bao dung. Mười nguyện của Phổ Hiền Bồ Tát, lễ kính tán thán rất thù thắng. Lễ kính tán thán cúng dường, mà nếu chẳng chấp tướng sẽ là công đức thắng diệu. Chấp tướng thì có thắng chứ chẳng có diệu. Không chấp tướng, giáo pháp Đại Thừa gọi không chấp tướng là tam luân thể không. Ví như bố thí, không chấp trước ta có thể bố thí, cũng không chấp trước ta bố thí những gì, mà cũng không chấp trước, không nghĩ tới người nào sẽ tiếp nhận ân huệ của ta. Thấy đều không chấp trước, tâm địa thanh tịnh, làm mà chẳng làm, chẳng làm mà làm, làm hàng ngày mà như hàng ngày chẳng làm, chẳng chấp trước, gìn giữ tâm địa chân thành, thanh tịnh, bình đẳng, giác. Đấy gọi là thắng diệu công đức. À, đã hết thời gian rồi, chúng ta nghỉ ngơi 10 phút.